xe cứu hộ Tom. Chào Tyson, hôm nay bạn tính làm gì vậy? Bạn đang chở nhiên liệu đến trạm xăng sao? Nghe thật thú vị. Là xe cảnh sát Matt kìa. Chuyện gì vậy Matt? Tyson cần phải dừng xe lại ngay sau. Dừng xe lại đi Tyson. Thắng lại nào. Có chuyện gì vậy Matt? Có nhiên liệu chảy ra từ bồn chứa của Tyson à? Ở đâu? Trên đường sao? Ồ không, chuyện này rất nguy hiểm đó. Tốt hơn nên gọi cho xe cứu hộ Tom để nhờ giúp đỡ. Tom, nè Tom, xe tải bồn Tyson cần bạn giúp đỡ. Bạn có thể chạy nhanh hơn không? Nhiên liệu chảy ra khắp con đường. Nếu bất kỳ xe hơi nào cán qua thì có thể gây ra một vụ tai nạn lớn đó. Họ đây rồi. Chạy chậm lại đi Tom. Đừng chạy lên nhiên liệu. Làm tốt lắm Tom. Giờ thì lái cẩn thận nào. Nè Tyson, Tom đến để giúp bạn rồi nè. Chúng ta sẽ kéo Tyson về gara chứ. Tại sao lại không vậy? Bạn nói đúng. Chúng ta cần đảm bảo cho con đường được an toàn. Vậy bạn nghĩ nên làm gì đây? Bạn có ý kiến gì sao Tom? Ý kiến hay đó Tom. Xe cảnh sát Matt có thể ở lại đây và đảm bảo cho không chiếc xe nào chạy qua con đường này. Bạn có thể làm được không Matt? Tuyệt. Vậy giờ chúng ta kéo Tyson về gara được chưa Tom? Sao vậy? Có một cái lỗ sao? Bạn nói đúng Tom à. Chúng ta cần phải dán cái lỗ lại trước khi kéo Tyson đi. Bạn có gì để sử dụng không? Ý kiến tuyệt vời lắm Tom. Bây giờ hãy kéo Tyson về gara nào. Miếng băng dán đó không xài được lâu đâu. Làm tốt lắm Tom. Tạm biệt Beth, hẹn gặp lại bạn. Gần tới rồi Tyson, không còn xa nữa đâu. Chúng ta sẽ làm gì trước đây Tom? Ý kiến hay lắm Tom. Hãy hàn cái lỗ trên bồn chứa nhiên liệu của Tyson nào. Cách tốt nhất để hàn cái lỗ là gì vậy Tom? Đó là cái mỏ hàn phải không? Ý kiến hay lắm Tom. Bạn có cần cặp kính bảo vệ nào không? Cẩn thận nha Tom, nhìn nó nóng lắm đó. Thật là hoàn hảo Tom à. Bà còn làm gì để giúp cho Tyson nữa không Tom? Đó là bình bơm nhiên liệu phải không Tom? Ý kiến hay đó. Hãy đổ đầy nhiên liệu lại cho Tom để bù lại số nhiên liệu đã bị đổ trên đường. Hoàn hảo, làm tốt lắm Tom.
Mọi thứ xong chưa Tom? Bây giờ Tyson có thể quay lại xuống phố được chưa? Vẫn chưa à? Ồ, mình thấy rồi. Tyson bị dính đầy nhiên liệu. Tốt hơn chúng ta nên lau sạch cho bạn ấy. Chúng ta sẽ dùng gì đây? Một chai xịt tẩy rửa thì sao? Còn miếng giấy lau thì sao? Vậy thì xài miếng khước lau chùi nha Tom. Làm tốt lắm Tom. Nhìn Tyson sạch y như mới luôn. Bạn có vui không Tyson? Nhìn bạn tuyệt lắm. Tạm biệt Tyson. Tạm biệt Tom. Chúc một ngày tốt lành. Xe cứu hộ Tom. Chào Troy. Hôm nay bạn có gì vui không? Ồ, mình biết rồi. Bạn đang đua xe với xe đua Cherry. Bạn có thể chạy nhanh hơn không? Làm tốt lắm Troy. Bạn chiến thắng rồi. Có chuyện gì sao Troy? Nhìn bạn lo lắng lắm. Có gì không tốt hả? Ồ không, mình có thể thấy vấn đề là gì rồi. Troy, hình như toa hàng đằng sau của bạn bị tuột ra rồi. Thắng lại đi Troy, nhanh. Suýt chút nữa thì... Đừng lo lắng nha Troy. Mình sẽ gọi xe cứu hộ Tom. Bạn ấy sẽ sửa cho bạn. Tom, nè Tom. Xe lửa Troy cần bạn giúp. Bạn sẽ tìm thấy bạn ấy ở trạm xe lửa. Không lâu nữa đâu Tom. Bạn gần đến rồi đó. Chúc mừng Troy, Tom đã đến giúp bạn đây. Giờ hãy mang Troy về gara và sửa bạn ấy nào. Làm tốt lắm, Tom. Có chuyện gì sao, Tom? Bạn nghĩ Troy quá nặng để có thể kéo sao? Ồ không, chúng ta nên làm gì đây? Bạn có một ý tưởng để có thể giúp Troy sao? Thật nhẹ cả người, ý tưởng đó là gì? Ý kiến hay lắm Tom à. Chúng ta sẽ nhờ một người bạn đến giúp. Matt, nè Matt ơi, xe lửa Troy và xe cứu hộ Tom cần bạn giúp. Họ đang ở trạm xe lửa, nhanh lên. Giờ, chúng ta cần sửa cái gì trước? Bạn nói đúng đó, Tom. Mình nghĩ chúng ta cần Troy lùi về sau một chút. Được rồi, Tom. Matt, bạn sẽ cần quay về gara và mang dụng cụ hàng đến. Tom, để dụng cụ hàng trên tủ chứa. Nó đây rồi. Còn thứ gì mà Tom cần nữa không ha? Ý kiến hay lắm Matt. Hãy mang cái mặt nạ bảo vệ này theo cho Tom. Làm tốt lắm Matt, tuyệt vời. Giờ đến lúc Tom hàng phía sau của bạn lại với nhau rồi đây. Ủa?
Tại sao bà không thử lái về phía trước xem Troy? Làm tốt lắm Tom. Còn thứ gì mà bạn cần sửa nữa không? Quan sát tốt lắm Tom. Troy, một trong những cái đèn thắng của bạn không làm việc. Matt, bạn có thể quay lại gara lần nữa được không? Tom, nè Tom, Matt đã tìm thấy một cái đèn mới cho Troy. Và bạn ấy cũng mang cho bạn một ít sơn. Làm tốt lắm Matt. Giờ cùng hoàn tất sửa sang Troy nào. Hãy tháo cái đèn bị vỡ ra và thay bằng một cái đèn mới nào. Vừa vặn lắm đó nha. Làm tốt lắm Tom. Giờ phần nào của Troy cần sơn lại đây. Nhìn tuyệt lắm. Tạm biệt Matt. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Hẹn gặp lại Tom.